Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp xác minh làm rõ các đối tượng liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy và lây nhiễm bệnh HIV cho nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, gọi tắt là công ty Samsung. Cụ thể, ngày 25 tháng 7 năm 2024, qua hội nhóm Hội trai xinh gái đẹp của mạng xã hội Facebook và nhóm Zalo tên giáo án Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, đang làm việc cho công ty Samsung, thấy hai video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy, trong đó có thông tin hình ảnh một người nữ giới làm việc tại công ty Samsung và đã lây nhiễm HIV cho nhiều người. Sau đó, Quân dùng tài khoản nội bộ công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin hình ảnh chân dung số điện thoại nhân viên tên CTG. Quân dùng số điện thoại chụp hai hình ảnh thể hiện ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân người tên CTG rồi chia sẻ lên nhóm Zalo tên giáo án. Khoảng 10 phút sau, đối tượng thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, hai hình ảnh do Quân chia sẻ đã được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo tên giáo án, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh và làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Quân chia sẻ 3 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm. Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1995, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, chia sẻ 1 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm. Và NLH, sinh năm 1995, trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, đã chia sẻ 2 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho Công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo thẩm quyền, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Phổ Yên điều tra mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông của các đối tượng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin hình ảnh một cô gái được cho là nhân viên của Samsung Thái Nguyên ở thành phố Phổ Yên đã làm lây nhiễm HIV cho nhiều nam thanh niên, chủ yếu là các nhân sự quản lý của công ty này. Bài đăng còn kèm hình ảnh một danh sách 16 người đã quan hệ với cô gái trên và bị lây truyền HIV. Thông tin lập tức được chia sẻ rầm rộ với độ lan truyền chóng mặt gây xôn xao mạng xã hội. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Công an quận 5 vừa bắt giữ nhóm 8 người chuyên dàn cảnh chen lấn va chạm để móc túi sinh viên và người dân trong các dịp lễ tốt nghiệp, lễ hội trên địa bàn. Cụ thể, Trần Thị Minh Nguyệt, 50 tuổi, cùng băng nhóm Cầm Hoa trà trộn vào lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Sài Gòn, tạo cảnh chen lấn để móc túi sinh viên và phụ huynh. Toàn bộ hành vi của Nguyệt và 8 đồng phạm bị Công an quận 5 mai phục ghi hình bắt giữ. Ngày 31 tháng 7, họ bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, trinh sát phát hiện nhóm phụ nữ cư trú tại nhiều quận huyện thường có mặt tại các sự kiện đông người như lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường, đại học cao đẳng, các hội chợ, triển lãm trên địa bàn quận 5. Những người này bị tình nghi dàn cảnh chen lấn để trộm điện thoại và ví tiền. Trinh sát phát hiện nhóm Trần Thị Minh Nguyệt xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Sài Gòn trên đường An Dương Vương, tay cầm hoa. Tổ trinh sát nhận lệnh tiếp cận theo dõi mọi hành vi của nhóm này. Tại sân trường, Nguyệt tiếp cận các sinh viên đang cùng người thân nói chuyện, chúc mừng nhau để tài sản sơ hở. Bà này ra hiệu cho đồng phạm cầm hoa tiến đến tạo cảnh chen lấn để móc điện thoại của phụ huynh. Những kẻ móc túi liên tiếp truyền tay nhau chiếc điện thoại và mang ra ngoài. Ngoài cổng trường, một số người đàn ông trong nhóm Nguyệt có nhiệm vụ cảnh giới mang tài sản vừa trộm được đi tiêu thụ. Toàn bộ hành vi của nhóm bị cảnh sát ghi hình. Ngay sau đó, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang Nguyệt cùng nhiều người. Nhóm này khai mang điện thoại trộm cắp bán cho cửa hàng trên đường Tôn Đản, quận 4. Cảnh sát đã tạm giữ chủ tiệm là Nguyễn Ngọc Trân, 41 tuổi, để điều tra dấu hiệu phạm tội. Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới. Trước đó, tại khu vực mốc 1110 thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang vận chuyển nhiều bao tải màu xanh từ hướng biên giới vào nội địa. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt các bao tải để chạy vào rừng. Lực lượng phối hợp đã truy đuổi bắt giữ được 3 đối tượng: Nông Văn Thiên, sinh năm 1990, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Triệu Văn Đức, sinh năm 1985, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;
và Lăng Văn Phượng sinh năm 1995 trú tại xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê pháo nổ cho một người đàn ông tên là Quân khoảng 40 tuổi ở thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn để lấy tiền công 1 triệu đồng một người. Số tang vật bị thu giữ gồm 52 dàn pháo hoa, 10 bánh pháo nổ, 225 quả pháo hình lựu đạn. Vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo trình tự quy định của pháp luật. Theo Bộ Công an, luật tương trợ tư pháp được ban hành năm 2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2008. Trong đó, hoạt động dẫn độ được luật tương trợ tư pháp thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường hội nhập quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, nội luật hóa một số cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng, cùng với những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế, yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau hơn 15 năm thực hiện, luật tương trợ tư pháp đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dẫn độ. Chính vì vậy, thực tiễn công tác dẫn độ đặt ra yêu cầu bức thiết là phải xây dựng luật dẫn độ. Cụ thể, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển một cách hoàn toàn biệt lập mà không có quan hệ với các quốc gia khác. Việc nghiên cứu tách luật tương trợ tư pháp thành các luật riêng, theo Bộ Công an, Bộ Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, rà soát và tách riêng luật tương trợ tư pháp thành 4 luật riêng, điều chỉnh từng lĩnh vực khác nhau, gồm luật tương trợ tư pháp về dân sự, luật tương trợ tư pháp về hình sự, luật dẫn độ và luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Ngày 26 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 568 QĐ-TTg phân công Bộ Công an xây dựng dự án luật dẫn độ trình Chính phủ trong tháng 1 năm 2025. Theo Bộ Công an, mục đích xây dựng luật dẫn độ là hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, nâng cao hiệu quả truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cũng như góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ. Luật dẫn độ sẽ quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dẫn độ đối với các yêu cầu dẫn độ gửi đi và các yêu cầu dẫn độ nhận được, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động dẫn độ. Theo dự kiến, Bộ Công an sẽ trình Chính phủ dự án luật dẫn độ trong tháng 1 năm 2025, trình Quốc hội khóa 15 xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 tháng 5 năm 2025 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 tháng 10 năm 2025. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy và va chạm với một xe máy cách đó chừng hơn 1 km, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Bình đã chặn bắt được đối tượng. Được biết tài xế ô tô Mai Linh là anh NVH 47 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Anh H được các đối tượng nói trên thuê vào lúc khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 7 đi dọc các tỉnh ở Việt Nam. Đến chiều cùng ngày, khi đến Quảng Ngãi thì anh H bị các đối tượng sát hại. Công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại. Cụ thể vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 29 tháng 7, tổ công tác của công an huyện Phú Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra cơ sở tại khu vực xóm Ca, xã Ca Sơn thì bắt quả tang đối tượng Đào Mạnh Cường, sinh năm 1981, thường trú tại thôn Đồng Trang, xã Hồng Lợi, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, vận chuyển trái phép chất ma túy. Thời điểm bị bắt, Cường đang di chuyển bằng xe máy biển kiểm soát 22B1-76892 theo hướng Bắc Giang, Thái Nguyên. Công an thu giữ tang vật gồm 498,04g heroin, 4.641,8g hồng phiến và 1.979,2g ma túy đá, tổng cộng khoảng 7kg ma túy các loại. Bước đầu, Cường khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ huyện Mộc Châu, Sơn La về huyện Phú Bình để tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.